Kính chào quý vị đang cùng theo dõi bản tin thể thao 24/7. Những điều bất ngờ mà bóng đá mang lại thật sự thú vị và nhiều cảm xúc. Chúng ta đã từng bị cuốn hút bởi những thành công của những tên tuổi nhỏ bé trong làng bóng đá như Leicester City hay Iceland. Chính vì vậy, việc cổ vũ cho đội bóng nhà trong những trận đấu như ngày hôm qua thực sự cần thiết. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á. Khi đó, bất chấp việc chẳng có bàn thắng nào được ghi hay chẳng có mấy những pha bóng thêu hoa dệt gấm, 90 phút trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria vẫn ngập tràn cảm xúc từ đầu đến cuối. Và đó là những thông tin về bóng đá. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một nhân vật. Kính thưa quý vị, dư âm tốt đẹp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 cho đến nay vẫn chưa lắng xuống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, nhà vô địch ở nội dung 20 km đi bộ. Thanh Phúc là một trong những vận động viên đóng góp vào thành tích chung 205 tấm huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại SEA Games. Thanh Phúc sinh năm 1990 tại Đà Nẵng. Cô cũng chính là nhà vô địch ở nội dung này trong các kỳ SEA Games 2011, 2013 và 2015. Kính thưa quý vị, trường quay đã kết nối được với vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc. Và sau đây chúng ta cùng lắng nghe những cảm xúc của Thanh Phúc khi lần thứ tư lên ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á và đặc biệt hơn lần thứ tư lại tổ chức ngay trên sân nhà Việt Nam. Thanh Phúc đến đây được sự lời mời của chương trình và hôm nay cũng giống như những lời mời khác, Thanh Phúc sau khi ra về thì Thanh Phúc luôn gửi lời chào thân thương nhất, lời chào, lời chúc đến tất cả những khán giả của chương trình thể thao 24/7. Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả cũng giống như đài truyền hình của chúng ta luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công trên con đường của mình để chọn nha. Vâng, thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Và ngay sau đây chính là những chia sẻ về khó khăn nhất khi đến với bộ môn đi bộ của Điền Kinh Việt Nam. Có lẽ nội dung đi bộ thể thao thì đã là nội dung khó nhất trong Điền Kinh Việt Nam và Thanh Phúc đã chọn cái môn khó nhất để thử thách bản thân mình. Đến với cái môn này thì Thanh Phúc nghĩ rằng là mỗi vận động viên của chúng ta cần cái sự ý chí, nghị lực và bản lĩnh, cũng giống như phải hy sinh thật nhiều về cái niềm đam mê của mình và phải nhiệt huyết với nghề và yêu nghề. Và trong cái quá trình mà mình đã chinh phục được những cái gì nó khó khăn nhất thì khi các bạn cứ thử đi, thì khi mà chúng ta thành công thì những mình đã đạt được cái mức đỉnh của cái việc khó nhất, thì khi chúng ta thành công thì là cái cảm giác nó lại hân hoan và vui sướng tột cùng. Và Thanh Phúc nghĩ rằng đây là cái lý do mà Thanh Phúc chọn đi bộ thể thao. Vâng, cảm ơn Thanh Phúc. Chắc hẳn Thanh Phúc cũng có những lời muốn gửi đến tất cả những người hâm mộ, đặc biệt là chương trình thể thao 24/7. Thanh Phúc rất là vui và hạnh phúc khi sự nghiệp của mình luôn luôn thăng tiến, đặc biệt là Thanh Phúc được 4 lần đứng trên bục vinh quang tại những cái giải đấu SEA Games, đặc biệt là SEA Games vừa qua, Thanh Phúc cũng là một vận động viên góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại Hà Nội. Những cái giây phút hạnh phúc nhất của Thanh Phúc là khi được đứng trên bục vinh quang và hát quốc ca. Những giây phút linh thiêng đó là nó chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng nó đã trải qua một quá trình rất là dài, một quá trình rất là gian khổ với mỗi vận động viên khi được đứng trên cái bục cao nhất và tự hào nhất vì mình là người của Việt Nam và người con của Đà Nẵng, và mình làm được những cái điều mà phi thường của một con người là mình đã chinh phục được rất nhiều tấm huy chương, đem được những cái vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Thanh Phúc xin hết. Vâng, xin cảm ơn Thanh Phúc rất nhiều về sự chia sẻ này, đặc biệt là bộ môn đi bộ, và chương trình cũng xin kính chúc cho Thanh Phúc có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nền thể thao Việt Nam, đặc biệt là đi bộ thể thao Việt Nam. Và kính thưa quý vị, những thông tin về vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc đã khép lại chương trình thể thao 24/7 tối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.